anh sang Minion hôm trước mua ở Mini Shop. Một chiếc giường hầm chất chê, lần đầu trong đời có một cái giường nó hầm như thế này. Và hoa rơi cửa Phật, một quạt 500, vạn sự tùy duyên, một xiên 5 lít. Chị nói là ô, hình như cái phòng ở trên chỗ tầng 4 đấy lúc nào cũng là toàn là giai đẹp thuê hay sao á. Thế xong là chiều ngày hôm qua mẹ cũng đi mua váy mọi người ạ. Mua một phát chục cái váy luôn. Và sau khi mà mẹ trả tiền xong thì bà cụ lại vỗ vai, cảm ơn con nhiều nó kia. Thì lúc đấy tự dưng mình cảm thấy có một chút nhói lòng. Trời ơi, xong anh nhìn lặng người đi, xong anh lên tiếng luôn mà, né cô kia, sao cái mắt của cô đẹp quá trời vậy. Mà anh nghe cái này em nói thật nha, cặp mắt em quá đẹp. Anh lại làm em stress. Anh nói kêu keo là gương. Keo thì nó sẽ phải cái gì kiểu là nó nhấp 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 nhấp, người ta vút lên thì gọi là vút keo. Hồng hoa hậu, hồng hoa hậu, hồng hoa hậu. Ngày xưa này có hồng hoa hậu, bây giờ đã có hồng hoa hậu. Trước khi chính thức vào clip ngày hôm nay, mình cũng xin nhắc nhở các bạn rằng sẽ có một buổi họp fan của em Hú tại Đà Nẵng vào 2 giờ chiều ngày chủ nhật 31 tháng 5 này ở Đà Nẵng, và thông tin cụ thể xem ở trên caption của video nhé. Hi, chào mừng các tình yêu đã trở lại cùng với mẹ Hú và Wonder. Ngày hôm nay là video số 3 trong series nhật ký ở Sài Gòn của mẹ Hú đấy. Hiện nay mẹ Hú đang đứng ở trong vườn của khu homestay của mình, và đây là trên tầng thượng rồi. Và phòng của mẹ Hú ở thì chính là phòng có cửa sổ đây, cũng chính là nằm ở trên tầng trên cùng, tầng số 4 của tòa nhà này. Và trong video ngày hôm nay, mẹ Hú sẽ giới thiệu cho các bạn những điểm hay ho và những điểm mà mẹ Hú cảm thấy rất là thích ở trong căn nhà homestay này nhá. Khiếp, vừa mới ở ngoài vườn bước vào cho mình nóng nóng quá chết. Đây sẽ là phòng của mẹ Hú nha. Nhưng mà trước khi vào phòng thì chúng ta hãy cùng nhau thử tham quan cái phòng vệ sinh trước đi ha. Đây, phòng vệ sinh rất là lớn và một mình sử dụng luôn. Xin chào mọi người, cái bánh răng Minion hôm trước mua ở Mini Shop. Thích Minion. Và chắc chắn rồi, đây là khăn tắm của mẹ Hú, bởi vì nó màu vàng luôn, không thể làm một ai khác được. Đây là khu vực để tắm này, rất là rộng rãi thoải mái, cũng có vành bình nóng lạnh các thứ nhé, nhưng mà chẳng bao giờ dùng bởi vì trong này nóng mà sừ ra. Đó, rất là thoải mái luôn, một mình một tầng nha. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào xem tận trong phòng xem như thế này nhé. Đây. Wow, một chiếc giường hầm chất chê, lần đầu trong đời có một cái giường nó hầm như thế này. Và cũng chính vì thế cho nên là ngày hôm nay đã lựa chọn chiếc váy màu hồng như thế này để lên hình chia sẻ với mọi người về cái phòng homestay như thế này. Ở phía đầu giường đây có một cái đèn ngủ, trước cả cuộc đời chưa bao giờ có đèn ngủ ở đầu giường bao giờ. Ấm siêu tốc để sử dụng nếu cần. Rồi ở phía này thì có một cái gương, tủ đựng quần áo các thứ, hiện nay mình đang đựng rất là nhiều quần áo. Rồi và ở đây là tủ lạnh, xương xương đựng được sữa xiết các thứ, rồi chè cháo các thứ mình mua về để ăn. Đây là cửa sổ để nhìn ra cái khu vườn lúc nãy đấy, đó là nên thơ chữ tình phải không mọi người. Đó, cô gái bên cửa sổ, hoa rơi cửa Phật, một quạt 500, vạn sự tùy duyên, một xiên 5 lít. Và đây là bàn làm việc của mình. Hiện nay thì trên màn hình là đang nghe bài Lần Cuối của Ngọt á. Nhìn quanh lần cuối, rừng thay lá ngậm ngùi. Các khán giả đang xem có bao nhiêu người là fan của Ngọt. Đây là cái gương hôm trước mua ở bên Daiso, cũng phải là màu vàng thì mới chịu được mới mua á. Rồi và dưới này là cái hộp của iMac này. Đó, phải gửi qua đường bưu điện vận chuyển, đóng thêm một thùng gỗ ở bên ngoài nữa để mang vào đây để có cái máy tính để ngồi làm việc. Và Sài Gòn công tác ở bên mang theo rất là nhiều thứ để làm việc, để cống hiến cho các khán giả xem. Đây có cái giá, trên này có đồng hồ trách rất là cute này. Và phía xa xa kia là cái túi màu vàng, chắc chắn rồi cũng sẽ phải là cái túi của mẹ Hú rồi đúng không nào. Đó, vậy là chúng ta đã dạo xong qua một vòng của cái khu vực tầng 4 này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi xuống thử xem là khu vực để giặt giũ quần áo và nấu nướng các thứ ở tầng 1 sẽ như thế nào nhé. Đây, hiện nay thì mẹ Hú đang ở tầng 1, cái khu vực đây là bàn bếp và khu sinh hoạt chung của mọi người. Tại vì là chỉ có phòng của mẹ Hú là phòng ở riêng thôi, còn lại các phòng thuộc về tầng 2 với tầng 3 hay đều là phòng ở ghép giường. Kiểu tầng ký túc á, từ tầng của ký túc. Bếp đây, nhưng mà mẹ cũng chẳng nấu bao giờ ngoại trừ cái vụ ngày hôm qua nấu, thì lát nữa sẽ kể lại sau nha. Sau đó thì ở đây mình sẽ có máy giặt, đây là máy giặt và đây là máy sấy. Thì những cái chi phí này mình sẽ không phải trả thêm, chỉ có trong vòng 300.000 một ngày hoặc là thuê theo tháng thì sẽ là 6 triệu một tháng thôi nhé mọi người nhé. Thôi bây giờ trong đang định giặt quần áo, nhưng mà ở đây cũng đang có người đang để đồ trong này, và ở đây rất nhiều đồ cho nên là thôi mình sẽ không giặt quần áo ở bây giờ nữa, để lúc khác vậy. Hôm vừa rồi có đi mua sắm các thứ về, thì xong lúc mà về đến nhà thì gặp một số chị em ở đang ngồi dưới cái bàn chỗ vừa nãy á, mấy chị em ngồi ăn uống các thứ. Thế là mình cũng ngồi mình chào hỏi mấy chị em, thì xong rồi là có một chị cũng khá là lớn tuổi, chị nói là ô, hình như cái phòng ở trên chỗ tầng 4 đấy lúc nào cũng là toàn là giai đẹp thuê hay sao á. Mình nghe mình bảo chứ rồi ôi toàn giai đẹp, nhưng mà em phải giai đẹp đâu, em BD mà. Thế xong rồi nói, chị lại nói thêm chứ nhưng mà giai á toàn là giai miền Bắc thôi nhá. Thế xong rồi lại là càng ngày giai lại càng đẹp. Thế xong bảo ôi thế thật luôn hả chị, thì chị bảo chứ nhưng mà chị nghĩ là đẹp đến như em cũng hết cỡ rồi đấy, không có ai có thể đẹp hơn được như thế đâu. Mình nghe xong mình cảm thấy mình ấm mắt dạ.
nói chung là ở đây á, vì là những cái tầng bên dưới là toàn là mọi người ở ghép mà ở kiểu dân tầng ấy, thế cho nên là ở đây nhiều người lắm ấy, có mỗi một mình chỏng chơi trên cái tầng 4 này thôi. Nhưng mà được cái là mọi người rất là cute, rất là đáng yêu và đúng với cái khái niệm là homestay, tức là mọi người cứ coi như kiểu là người trong nhà luôn ấy. Nghe mấy chị em nói chuyện mà thấy nó gần gũi và thân thiện lắm luôn nhá. Thế xong là chiều ngày hôm qua mẹ Hùng có đi mua váy mọi người ạ, mua một phát chục cái váy luôn. Nhưng mọi người cũng biết ấy, thì bình thường khi mà ở Hà Nội ấy, thì mẹ Hùng hay có thói quen là tự thiết kế và may đồ cho mình đúng không nào. Thế nhưng mà khi mà vào trong Sài Gòn như thế này thì sẽ không có điều kiện. Thì ngày hôm qua cũng không có ý định chủ đích là đi mua váy đâu, chỉ là đến lúc đấy là sau một cái cơn mưa buổi chiều rất là to thì mình cảm thấy nó mát mẻ và mình muốn đi ra đường để dạo chơi thôi. Thế là tự dưng tự lành là bắt đầu thấy cái hàng váy, thế là bắt đầu xà vào. Trời ơi, mua là quá trời là quá trời là váy luôn này, mọi người nhìn đi xinh ơi là xinh này đó. Nhưng mà từ từ cứ phải từ từ, rồi sẽ có dịp để mặc dần đúng không đó. Các bạn nào, các bạn comment cho mẹ xem là các bạn thích cái váy nào. Đấy, cái này cũng rất là nhã nhặn này, cute này đó. Trời ơi, mẹ đặc biệt là thích hoa nhí các thứ luôn nhá. Đây, cái này cũng xinh này, tươi mát mùa hè các thứ này, yêu chưa. Đấy, chiếc váy số 3 nhá. Đó, rồi đây là chiếc váy số 4 đó. Và đố các bạn biết là trong buổi hôm tới đây, chiều ngày chủ nhật tới đây, 2 giờ chiều ngày 31 tháng 5, mẹ Hùng sẽ mặc chiếc váy nào trong buổi họp tang của Đà Nẵng. Bạn nào mà trả lời đúng thì sẽ được nhận một phần thưởng, đấy là một chiếc ôm từ mẹ Hú. Đó, cái này cũng xinh đó. Nhưng mà cái này thì nó không phải là, ôi mọi người nhìn ướm đây này xinh chưa. Đó, nó không phải dạng hoa nhí nhưng mà mẹ cũng vẫn rất là thích. Đó, mấy cái này kiểu nó gọi là gì nhỉ, đơn màu đơn sắc nên là trông nó sẽ kiểu bị hơi dừ hơn một chút so với mấy cái kiểu hoa nhí đúng không. Đấy, xong này, mua cái váy này mặc chéo vai trông như con cà ve này. Đấy, mọi người thấy chưa. Nhưng mà cái này thì rất là kén, mặc màu này xinh chưa, tươi ơi là tươi đó. Cái này cũng xinh này mọi người ơi, mẹ rất là thích mấy cái kiểu màu trắng hoặc là thêm tí hoa vào cái thứ ấy. Yêu ơi là yêu, rất là sáng sủa luôn đó, nhẹ nhàng như vòng tay êm ái. Và đây, chiếc váy này cũng rất là xinh nhưng mà mẹ rất là ghét nó, bởi vì là riêng cái váy này là mình mặc là mình sẽ phải mặc theo kiểu chui đầu, còn những cái này là đều kéo khóa ở sau lưng. Mẹ rất là ghét chui đầu bởi vì nó ảnh hưởng đến tóc tai và chui đầu có thể ảnh hưởng đến make up của mình, chui ra chui vào thường rất là bất tiện. Nhưng mà thôi, tại vì là cái màu này nó vẫn rất là xinh nên là vẫn rất là chịu khó đó. Thế là gọi là tự dưng là gọi là bị mua sắm quá là luôn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ có thể là mặc vào những cái dịp mà mình cảm thấy trân trọng. Do đó thì nếu mà mình không mặc nữa thì mình có thể tặng lại cho các fan, hoặc là tặng cho những cái người mà khó khăn không đồ để mặc các thứ vân vân. Tóm lại là mình sẽ làm cho những cái chiếc váy đấy một khi nó đã về đến tay của mình rồi thì nó sẽ được sử dụng một cách có ý nghĩa nhất. Thế xong rồi sau đó khi mà mua váy xong á, trên đường mà đi về nhà thì có gặp một bà cụ có chèo kéo để bán, người ta cầm cái khay mà hay đựng để bán kẹo cao su rồi là bật lửa các thứ linh tinh ấy. Thì bình thường thì mình cũng không hay để ý những trường hợp đấy lắm, mà mình có thấy một cái lạ đấy là ở trong này rất là hay bán vé số các thứ, mà mình chả hiểu vé số để làm gì, bởi vì thực sự là ở ngoài miền Bắc không bao giờ có những cái đấy. Cũng chỉ có những người mà người ta mời kẹo cao su hay là bật lửa rồi bấm móng tay các thứ linh tinh này thôi. Thì thông thường những người mà người ta mời mua vé số thì mình Hồ sẽ không mua, tại vì là mình mua cũng chẳng để làm gì đó. Thì hôm nay lại có một bà cụ rất là già rồi và bà cụ lại bán kẹo cao su với cả bật lửa các thứ như vậy. Thì mẹ Hồ quyết định là mẹ sẽ mua một chút kẹo cao su, bởi vì biết đâu có những lúc mà mình thối mồm ấy mình cũng cần thì lúc đấy thì mình sẽ có thể là mình sử dụng được. Tóm lại là khi mà mình mua để mình giúp đỡ người khác thì nó cũng phải có cái ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Thế là mẹ quyết định mẹ mua một cái phong kẹo, và sau khi mà mẹ trả tiền xong thì bà cụ lại vỗ vai cảm ơn con nhiều nó kia. Thì lúc đấy tự dưng mình cảm thấy có một chút nhói lòng, bởi vì thực sự bà cụ rất là già, tóc bạc trắng rồi mà gầy còn cái thứ mà vẫn phải đi như vậy thì mình cảm thấy rất là thắc mắc, không biết là thời trẻ thì bà đã có một cuộc sống như thế nào để mà bây giờ có cuộc sống nó vất vả đến như vậy. Thì mình cũng muốn chia sẻ một cái suy nghĩ với mọi người, đấy là hiện nay khi mà mình còn trẻ thì trong cuộc sống chúng ta cần phải nỗ lực và phải cố gắng rất là nhiều, không chỉ về những cái hoạt động chuyên môn riêng của bản thân mà nó còn liên quan đến cả cái việc mình tích đức các thứ nữa. Thì biết đâu đấy mình có thể là những người rất là giỏi, mình có thể là mình làm mọi thứ đều rất là thành công, thế nhưng mà biết đâu đấy ở một cái góc độ nào đó, ở một cái thời điểm nào đấy mình sống không có tâm không có đức chẳng hạn, thì rồi đến một lúc ông trời sẽ lấy đi tất cả của mình á. Thế cho nên là mẹ Hú thì luôn luôn tâm niệm rằng là mình làm bất kỳ cái gì mình cũng đều phải làm tốt, và mình sống với bất kỳ ai trong bất kỳ môi trường nào thì mình cũng phải đối xử với mọi người một cách thực sự là nhân ái và cho đi hết mực tất cả những yêu thương mà mình có thể dành cho người khác được. Thì mẹ Hú cũng rất mong rằng là chúng ta tất cả những người yêu thương mẹ Hú thì cũng sẽ có thể có đồng quan điểm với mẹ Hú về cái việc là chúng ta yêu thương những người mà xung quanh mình nhá. Thế nhưng mà cũng có những cái lúc mà mình cảm thấy không thể nào yêu thương được á, cho nên mình sẽ kể cho mọi người nghe cái chuyện mà rất là bức xúc, đó chính là hôm vừa rồi mình có đi gội đầu. Thực ra thì mẹ Hú cũng chịu khó hay tự gội đầu lắm, thế nhưng mà vì vào đây nhiều khi lịch trình công việc nó rất là dày và nó rất là mệt mỏi, cho nên là nhiều khi đau mọi người cũng không muốn gội đầu thì cũng ra quán để nằm. Thì mọi người biết rồi, thông thường thì sẽ gội hai nước xà phòng nè, đúng không, hai nước dầu gội, sau đó thì đến cái lúc mà người ta cho xả dầu xả lên tóc thì là bắt đầu là sẽ có một cái sự massage nhẹ nhẹ xương xương để gọi là cho nó ngấm cái dầu xả thôi, và gọi là massage để tăng sức khỏe cho da đầu thôi. Thì mình thông thường thì mẹ Hú thì cũng hay nói với các bạn luôn là thôi cứ bôi dầu xả lên xong ủ ở đấy. Thế nhưng mà tại vì hôm đấy là lần đầu tiên mình gội ở cái quán này và mình nghĩ là chỉ một lần thôi, thì cái lúc mà người ta massage thì mẹ Hú nghĩ rằng thôi ok cứ để cho người ta massage đi. Thì thực sự bản thân mẹ là một người mà rất là ghét massage luôn ấy, mình cảm thấy rằng cái việc mà massage nó đau lắm, nhiều người bảo là đau nhưng mà sướng với nó, nhưng mà thực sự mình chỉ có thấy đau thôi, oải hết cả người, nó khó chịu thực sự luôn ấy. Lúc đấy người ta massage hết các loại gáy này, xong rồi cổ này mân mê bẻ biết các thứ, nó đau đau muốn chết rồi. Thế xong lúc đấy thì mình cũng cố gắng mình nhắm mắt chịu đựng, nhắm mắt chịu đựng chứ không phải nhắm mắt tận hưởng đâu nha. Thì lúc đấy bắt đầu thấy bà mân mê đến tay,
Rồi bắt đầu thấy bôi bôi đổ đổ dầu lên tay mình, chị làm gì ấy? Ông chị massage tay cho em. Mình bảo thôi chị ơi, chị xả tóc cho em đi. Mà lúc đấy thực sự mình còn đang vội nữa chứ. Mình nghĩ bụng bảo thôi chết rồi. Và chết mẹ em rồi, đi gội đầu kiểu gì cũng sẽ mất tiền để massage rồi. Y như rằng đến lúc sau ra hỏi bao tiền, 80.000. Mà dầu gội đầu gội sân siêu nha, không phải gội dầu cặp đâu nha. Đừng có ai nói đắt là đắt vì dầu cặp nha chưa. Bình thường gội sân siêu là 30.000, 40.000, 50.000 là hết cỡ rồi. Trời ơi đây 80.000. Mà cũng không biết có phải là đắt là bởi vì là đây là quận 1 hay không. Nhưng mà mình thấy cho cái nhà đấy nó bình thường nhỏ xinh mà, đâu phải salon tâm mênh mông gì đâu. Đó thì cũng thông qua đây thì cũng muốn chia sẻ với mọi người một cái kinh nghiệm. Đấy là nếu mà mình không thích massage thì mình cũng nói thẳng với người ta luôn từ đầu là không massage, để cho nó đỡ bị mang tật vào thân mà cũng đỡ tốn tiền, nó thật là như thế. Đến hôm đấy xong tự dưng đi một ngày về, tối về cảm thấy muốn đau muốn gãy cả cổ luôn, mà nó khó chịu thực sự luôn. Phải ngồi để làm việc nhưng mà không thể nào mà ngồi được bởi vì nó đau quá trời luôn. Em phải đi nằm, mà đến lúc nằm xuống xong mà vẫn đau ơi là đau nhá. Thực sự cảm xúc lúc đấy là căm thù, chỉ muốn quay lại trả thù con mẹ mân mê nó móc mình. Xong lại cũng có một cái chuyện nữa hãng, về cái chuyện đi gội đầu quán đấy, là hôm đấy là gội hồi ở bên Gò Vấp. Thì lúc đấy gội xong em hỏi là có sấy khô hết không chị, mình bảo ừ sấy khô hết cho chị. Hai đứa cùng sấy, nó sấy veo 2 giây xong rồi đầu cũng lướt quên, nó kêu xong rồi đó chị. Mình nói luôn thôi em đưa cái máy đây chị tự sấy cho nó nhanh. Chả hiểu luôn, hôm đấy gọi cũng hết 50.000 á. Trời ơi không hiểu là do Sài Gòn đắt hay là do người ta làm ăn nó không có tâm nữa. Trở lại với chuyện ngày hôm qua đi, sau khi mà mua được xong hẳn 10 chiếc váy rồi thì mẹ Hú rất hứng khởi muốn đi tham quan cái khu vực hàng tóc giả mà thương hiệu là Just Style, là một thương hiệu tóc giả rất là nổi tiếng về cái chất lượng của nó, mà các sao trong showbiz sử dụng rất là nhiều, mà có thấy mẹ có thấy trên quảng cáo trên Facebook. Thì mẹ đã có bắt Grab qua đó, bởi vì là đi mất đâu có 22.000 tiền Grab thôi đó. Thì đến đó thì mẹ Hú đã được nhìn thấy một cái thế giới tóc rất là đẹp và mẹ cảm thấy rất là thích luôn, bởi vì ngay từ khi còn bé đã rất là yêu thích tóc tai các thứ rồi đó. Và mẹ thấy là mẹ Hú rất là kiên trì trong quá trình nuôi tóc của mình, thì cũng muốn qua đó để sắm xanh cho mình một cái bộ tóc thật là xinh đẹp đó. Thì lúc đấy ở đấy có cái anh thợ, lúc đó anh đang đứng ở bên cạnh và anh đang cắt tóc ở trên cái đầu canh á. Thế xong thì mình phải ngồi đợi bởi vì là lúc đấy có rất là nhiều khách ở đấy. Thế xong thì bỗng dưng cái anh đó, anh ấy dừng lại, xong mình cảm thấy đúng là hình như anh ấy đang nhìn mình. Thế xong rồi mình cũng nhìn lít đi chỗ khác, là em như không biết gì muốn thấy xem là anh ấy sẽ nhìn mình như thế nào. Thì trời ơi, xong anh ấy nhìn lặng người đi, xong anh lên tiếng luôn mà né cái cô kia, sao cái mắt của cô đẹp quá trời vậy. Xong mình dạ kiểu mình xong quay trưởng luôn ý. Tại vì lúc đấy kiểu mình ngồi đợi và thấy mắt mình nhìn láo lên, mình cứ nhìn xung quanh gì đó. Xong anh kêu tao mắt to, mắt tròn, mắt đẹp gì, xong mà cứ khen nước khen nở, xong rồi thôi buông tay luôn, không thèm cắt tóc luôn. Đấy, cứ khen vậy thôi. Thế xong rồi ngại ơi là ngại, và thế là bắt đầu mới nói chuyện và được cởi mở với nhau các kiểu các thứ hơn. Các ăn á, em phải nói tiếng nha không? Phải nhớ là chị Hiền đã từng làm tóc thêm nha không? Có ăn ngồi cái bên nói chuyện vậy nè, anh tính tiếng nha. Chọn kiếp nhớ ơn anh chị. Trời ơi, nặng quá em. Ủa, đó là cái bức thư ở trong cái không thể cùng nhau suốt kiếp của Hoàng Minh Di đó. Nghe em nói là thấy cưng quá. Em tên gì em? Thì em nói em tên Hùng nói rồi đó. Tên em đầy đủ. Anh có thích thì lát em lên Facebook em nè. Ok. Xong rồi vậy em tìm hiểu gì anh tìm hiểu. Các fan của em á, đam mê đòi kêu đòi Facebook á. Xong em nói liền nè, tôi chỉ Facebook những người mà tôi gặp trực tiếp thôi. Đúng. Chứ còn người mà ở trên mạng không có biết ai là không có ép luôn. Thế nên là gặp ở ngoài đây á là em nhanh lẹ luôn à. Mà anh khen em cái này nói thật nha. Cặp mắt em quá đẹp. Anh lại làm em stress. Không, mà nói thật á, đó là nó nghiêm túc á, anh không đùa đâu. Mắt em mắt có hồn ghê luôn á. Không đẹp thiệt á. Nhìn muốn mê luôn á, thiệt. Thì anh cứ mê đi. Không, ừ. Mắt hơn ai cơ, đẹp hơn ai cơ? Minh Hằng á, Minh Hằng là ca sĩ Minh Hằng mua phải không? Chứ ai đất hả? Em nằm đây, em anh đợi nằm đợi bên. Bảo phải nằm đó. Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa. Gôm hả? Anh Hằng nói kêu keo là gôm. Gì gôm? Keo thì nó sẽ phải cái gì kiểu là nó nhấp rồi người ta vút lên thì gọi là vút keo. Cái đó là gieo. Gieo với keo là một. Vậy hả? Dạ. Ngộ vậy. Bút keo á, bút người ta hay nói là bút keo bảnh như đánh trường á. Ai nói bút gel thì bảnh như đánh trường đâu. Đó. Nên là kia như vậy. Dạ. Mà cuộc đời em chưa để tóc đen dài như này bao giờ. Giờ phải để em. Đó thì chưa bao giờ để, thì bây giờ mình sẽ để. Hồng Hoa Hậu. Hồng Hoa Hậu. Hồng Hoa Hậu. Ngày xưa này có Hồng Hoa Hậu, bây giờ đã có Hồng Hoa Hậu. Ghê chưa. Tại lúc đấy thì mẹ cũng đã thử lên mình một cái bộ tóc như thế này. Đây là cái bộ tóc rất là đẹp và rất là xịn, và nó đắt đến mức độ mà các bạn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được là nó đã đắt mức độ như thế. Nói xương xương nha, nó sẽ đắt gấp 100 lần một cái bộ tóc giả bằng sợi ni lông bình thường mà các bạn hay mua ở ngoài thị trường. Bởi vì đây là một cái bộ tóc và nó siêu da đầu,
gọi là siêu tóc đầu, nó túm lại là nó túm lại nó siêu xịn, và cái sợi tóc đó là hoàn toàn là sợi tóc thật và nó dệt lên thành cả một cái bộ như vậy. Đây là nói cái giá xương xương như vậy để các bạn hình dung nhé. Chứ còn mẹ hú thì không muốn khoe rằng là mình có nhiều tiền, hay là không muốn khoe rằng kiểu mình ăn chơi, mình sử dụng lại tóc xịn sò nữa kia. Nhưng mà mẹ nghĩ rằng là các cụ dạy không bao giờ có sai, đắt là sắt ra miếng, và bản thân mình là một người yêu tóc và rất là hay sử dụng các loại tóc khác nhau, thì cho nên là mẹ hú cảm thấy rất hài lòng khi mà bỏ tiền ra để mua một cái bộ tóc như thế này. Mặc dù đúng thực sự phải nói là nó đắt tiền thật, bởi vì nó còn đắt hơn cả cái điện thoại mình còn đang sử dụng để quay cho các bạn xem đây này. Thế anyway, là mình đã có một cái trải nghiệm mua sắm và được chăm sóc tóc rất là tốt ở tóc giả Just Style. Và được biết là anh giám đốc của thương hiệu này cũng là một người vô cùng đẹp trai và cũng tên là Hùng giống như mình luôn. Và cũng phải xin nói luôn rằng là mình không nhận được một đồng tiền quảng cáo nào từ thương hiệu tóc Just Style khi mà làm clip này đâu nha. Tất cả những chia sẻ ở đây đều là những chia sẻ bằng thật, bằng những cảm xúc yêu mến của cá nhân nhá mọi người nhá. Và sau khi mà mẹ mua xong bộ tóc đó thì mẹ có đi lượn khu quanh khu vực đó, và mẹ có ăn một cái bát gọi là mì hoành thánh như mọi người thấy trên hình ở đây. Ăn cũng khá là ngon, một tuần hơi mặn mà mọi người biết rồi, mẹ hú là người ăn siêu nhạt. Ăn nhạt để tốt cho sức khỏe và tốt cho năng sắc, đúng không nào? Thế tuy nhiên thì mọi người thử đoán xem cái bát này là bao nhiêu tiền. Sau khi ăn xong thì mẹ thấy thanh toán cái bát này là 60.000 và mẹ cảm thấy nó hơi sốc. Mẹ nghĩ rằng nó hơi bị đắt, bởi vì bình thường mình thấy là ăn hủ tiếu các thứ linh tinh á thì nó cũng chỉ 30-40.000 là hết cỡ thôi, mà cái bát này nó 60.000 thì cảm thấy hơi sốc, mà nó còn hơi mặn nữa, cảm thấy không happy cho lắm. Và mẹ có một cái điều thắc mắc đấy là khi mà mẹ đi ăn ở các cái quán ăn ở Sài Gòn ấy thì thường hay thấy rằng là nó có một cái khăn mà người ta hay phủ lên bên trên cái ống đũa. Ban đầu thì mẹ nghĩ rằng là có phải là để người ta che bụi không, nhưng mà về sau mình lại nghĩ rằng là hình như cái khăn này là người ta để đưa ra đấy là để cho khách lau đũa và lau thìa trước khi sử dụng hay sao nhỉ? Bởi vì là mình thấy là không có giấy khô nhá. Có một cái điều mình cảm thấy rất là lạ đấy là các cái hàng ăn ở Sài Gòn không có giấy khô, như ở Hà Nội thì về cơ bản là ở đâu cũng phải có giấy khô, đúng không? Và sau đó thì nếu mà muốn dùng giấy ướt thì là gọi thêm giấy ướt thôi, nhưng mà ở trong Sài Gòn thì lại chỉ có giấy ướt mà không bao giờ có giấy khô. Và một cái điều nữa mình thấy cũng rất là lạ đấy là ở hầu hết các hàng thì khi mà đưa giấy ướt ra ấy, thì họ sẽ phải để lên một cái đĩa nhựa. Ở đâu cũng vậy, mình thấy rằng là nó hơi thừa hay sao, tại vì là cái giấy ướt chẳng nào mà bọc trong cái túi rồi thì nếu người ta dùng thì người ta có thể xé ra và người ta dùng là xong, chứ để cứ bắt công bày đĩa ra, để một cái đĩa xong lại cầm cái đĩa vào, cái hàng nào cũng như vậy, thì mình thấy cái đấy nó hơi lạ. Và các bạn mà ở trong Sài Gòn khi mà xem clip này thì comment giải đáp cho mẹ xem là cái khăn mà người ta để ở bên trên các cái ống đũa thìa đấy là để làm gì nhá mọi người nhá. Và giờ ăn trưa đã đến. Ngày hôm nay là lần thứ hai mà mẹ hú trải nghiệm gọi Grab Food. Trước đây khi mà ở Hà Nội thì chẳng bao giờ phải gọi cả, bởi vì là tất cả những việc ăn uống là đều có là trợ lý lo hết rồi. Khi mà một tuần trước mẹ ở bên Gò Vấp thì mẹ cũng không dám trải nghiệm gọi GrabFood, bởi vì là cái nhà mà hồi đấy ở thì lại có bảo vệ, thế cho nên là mỗi một lần mà lấy đồ các thứ là rất là phiền chú bảo vệ, nên là không dám gọi. Thì đến ngày hôm nay khi mà sang ở riêng homestay rồi thì bắt đầu mới dám trải nghiệm cái việc là gọi Grab đấy. Thì hôm qua ăn một bữa rồi, đây là gà nướng cái bang, ăn rất là ngon và rất là thích, nên là ngày hôm qua vừa ăn xong hôm nay lại tiếp tục ăn tiếp. Và giới thiệu với mọi người đây là gà nướng cái bang nha. Ok, hôm qua thì mình đã ăn hôm qua là gà ngũ vị da giòn đó, ăn rất ngon và rất là thích rồi. Mỗi tội là nó bị hơi đậm, thì ngày hôm qua mẹ hú không gọi xôi nên là mẹ hú ăn bị hơi mặn một chút xíu. Nhưng ngày hôm nay thì đã rút kinh nghiệm gọi thêm một hộp xôi này. Hộp xôi này là bao tiền ta? 15.000 nhưng mà còn 12.000, còn một cái suất này hình như là 80.000 gì đó. Nói chung là cả cái suất này là 100.000 này. Hôm nay mình sẽ ăn thử xem. Hôm nay là mình ăn cái loại gọi là gì nhỉ, chanh leo à, sốt chanh leo gì đấy không nhớ rõ nữa, nhưng mà mình cảm thấy rằng là nhà này làm ăn có vẻ là khá là ok. Mình đã gọi nó đến lần thứ hai luôn. Không phải đơn giản để mà ăn được đến lần thứ hai ở cùng một nhà đâu nhá. Wow, xôi hành rất là thơm. Nhưng mà thấy hơi lạ là tại sao mà thịt gà lại cho rất là nhiều rau răm. Rau răm thì để ăn với vịt chứ, phải hiểu sao lại ăn với gà. Nhưng mà bên dưới này có dưa chuột, đây là đây bỏ cái dưa chuột ra. Rồi, thế xong là cái này nó còn có cả có dưa xào đấy mọi người ạ. Cái dưa xào này là người ta xào với đường, khá là ngon. Ăn thì bởi vì khi mình ăn với gà nướng thì nó sẽ hơi mỡ mà, nên là mình ăn cùng với cái gì nó chua chua kiểu như này nó sẽ rất là hay các mọi người nhé. Rồi, và họ có kèm một cái sốt ớt như thế này thì mẹ hú cũng chưa ăn, hôm qua cũng không ăn một tí nào luôn á. Hôm nay đổ ra thử xem thân sao. Mặc dù là bình thường mình không bao giờ ăn ớt cả, đó cũng là một trong những lý do mà khiến cho cái làn da có thể căng đẹp các thứ như thế này và mặt sẽ không thể lên mụn được. Ui, cay lắm, không chơi được, không thử đâu. Ok, và đây cả cái sốt gà của nó đây mọi người ạ. Wow, đây là một nửa con gà nhá. Trông là các bạn thấy muốn yêu rồi đây này. Đó, đây là mình sẽ ăn nhé. Cái này nhỉ, nó không ngon như hôm qua. Hôm qua là cái ngũ vị, ngon lắm. Hôm nay hiện nay chưa thấy vị gì lắm. Hôm qua là ăn đậm thì chẳng có xôi. Hôm nay ăn nhạt nhạt lại có xôi, nhưng mà cái xôi thì nó nhão nhét này. Xôi nhão như bánh trôi vậy. Này mình nấu xôi hôm nay bị nhão rồi. Hay kiểu nó phải nhão như này vậy, mà cuộc đời mình chưa ăn xôi nhão như này á. Cái hồng gì đấy, hôm qua ăn ngon rất là ngon, hôm qua còn clip để review, hôm nay review là phải đúng hôm lỗi này. Nhưng mà nói chung là mọi người cũng nên thử cái nhà này. Chính là ăn xôi còn đậm hơn cả ăn gà. Nhạt quá, mà không có gì để chấm ngoài cái ớt kia.
kể cho mọi người nghe chuyện ngày hôm qua. Hôm qua mình biết một cái tút đấy là muốn gãy cả tay khi mà mình phải ăn cơm á. Thực ra là không phải là hứng lên đi mua các thứ về để ăn cơm, mà là ở cái gì nhỉ, mini stop, nó có bán cái xăm cắt kimbap á, kimbap thì tam giác này mua về cấp được lạnh ở đây. Nhưng mà nào ngờ cái nhà homestay này nó chỉ có lò nướng mà nó không có lò vi sóng, thành ra là không có quay được cái đó bằng lò vi sóng, nên là mới phải cho lên chảo, sau đó là mình bắt đầu mình cắt mấy cái lá kim đấy cho vào đảo lên coi như thành công giang. Thì cái vấn đề là vì nó để trong tủ lạnh mà, nên là nó cứng, chả cứ phải cầm cái mùi gỗ á, cứ phải ấn để cho nó nát cái cơm ra, xong mà cứ đảo này nè. Mà trời ơi mệt bơ phờ luôn, nó còn mệt hơn cả là mình quay tay á, vì đây không những là quay mà phải ấn rồi xong rồi còn phải đủ các thứ này nè, hề luôn, oải người. Tại vì rất là lâu rồi không vận động tay chân các thứ như này không, vận động như này là phải kiểu tập gym này, hoặc là kiểu chống đẩy các thứ, hoặc là kéo xa các thứ nhiều, thì cái khu vực bên trên này nó hoạt động nhiều. Mà đã từ rất lâu rồi mẹ cũng không hoạt động cái phần đấy, bởi vì là sợ bắp to, người là bên trên này nó to là thôi thì mặc váy nó không có xinh, thế là không có tập. Ôi trời ơi, thế là mệt bơ phờ ra. Xong các fan cứ tưởng là mẹ chăm chỉ nên nay mẹ đi chợ để mẹ mua các thứ về để mẹ ăn cơm, thì mẹ nói luôn mẹ không có đam mê chuyện đấy đâu nhá. Mẹ không đam mê chuyện bếp núc bởi vì thời gian của mẹ bị ưu tiên làm nhiều việc khác hơn như thế rất là nhiều. Cũng có một cái điều mà mẹ muốn mới khám phá ra, đấy là khi là ở miền Bắc á, mình ăn xong mà mình muốn thanh toán thì mình sẽ nói là cho cháu gửi tiền. Thì mình hay nói như vậy, bản thân mẹ muốn hay nói là cho con gửi tiền, cho em gửi tiền anh ơi chị ơi. Nhưng mà ở trong Sài Gòn thì mình để ý những người xung quanh thì hay nói là tấn tiền. Thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái nét văn hóa hay mà người miền Nam và miền Bắc mình cũng nên học hỏi nhau, để khi mà mình đi du lịch miền Nam miền Bắc thì mình sẽ có thể sử dụng để nghe nó gần gũi hơn với những người địa phương ở đó. Và clip của ngày hôm nay xin phép được dừng lại ở đây nhé. Hẹn gặp lại các tình yêu trong buổi họp fan tại Đà Nẵng vào ngày chủ nhật tuần này. Và đừng quên theo dõi Facebook, đăng ký hai kênh YouTube của mẹ Hú nhé. Hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo. Tiếp tục xe đi anh em ơi.